Đừng tốn tiền đi viện, cứ ăn bí đao kiểu này, bách bệnh tiêu tan, làm sạch gan thận, vĩnh biệt mỡ máu, huyết áp cao. Vâng, kính chào quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Vâng, thưa quý vị, bí đao là một loại thực phẩm giàu vitamin C, được sử dụng để làm thuốc và làm thực phẩm, có công dụng hạ huyết áp, hạ lipid máu, ngăn ngừa ung thư. Thông thường, khi nhắc đến bí đao thì ai cũng sẽ nghĩ đến nước ép bí đao vừa thơm mát vừa giải nhiệt. Vậy nên, trong chương trình ngày hôm nay, kênh Ăn Sạch Sống Khỏe sẽ chia sẻ đến cô bác một cách chế biến mới với quả bí đao. Đó là món canh bí đao nấu tôm, một món ăn có thể làm sạch gan thận, mỡ máu, ung thư cũng phải khiếp sợ mà tránh xa. Đừng tốn tiền đi viện, cứ ăn bí đao kiểu này, bách bệnh tiêu tan, làm sạch gan thận, vĩnh biệt mỡ máu, huyết áp cao. Trước tiên, xin mời cô bác cùng điểm qua một số công dụng tuyệt vời của món ăn này đem lại cho sức khỏe nhé. 1. Thanh nhiệt giải độc. Bí đao có tính mát, ngọt dịu. Vì vậy, theo đông y cổ truyền, nó có công dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tiêu đờm cực tốt. Dường như ai cũng biết, gan là một bộ phận cực kỳ dễ nhiễm mỡ, nhiễm độc tố. Khi gan bị yếu thì khả năng dự trữ khoáng chất, vitamin bên trong cơ thể sẽ bị suy giảm theo. Vậy nên, việc giải độc gan cần được áp dụng đều đặn. Và phương pháp dùng trái bí đao để giảm độc tố trong gan đã được rất nhiều người tin tưởng áp dụng từ xưa đến nay. Những người bị gan nhiễm mỡ, suy gan tốt nhất nên sử dụng trà bí đao thường xuyên để mang lại hiệu quả tốt nhất cho việc giải độc gan, thanh nhiệt cơ thể. Astaxanthin hiệu quả hơn gấp 100 lần so với vitamin E trong việc ngăn ngừa quá trình peroxy hóa lipid và làm giảm tích tụ mỡ trong gan. Trong một thí nghiệm trên động vật tại Đại học Pennsylvania Perelman, các chuyên gia nhận thấy astaxanthin có khả năng điều chỉnh các gen liên quan đến quá trình sản sinh lipogen và lipid mà không ảnh hưởng tới các gen liên quan đến quá trình oxy hóa axit béo trong gan. 2. Giảm cân, chống béo phì. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người lựa chọn bí đao để giảm cân. Đây là thực phẩm có thể giúp tạo cảm giác no trong thời gian dài mà không hề nhiều năng lượng. Chất xơ dạng sợi có trong bí đao rất tốt cho đường tiêu hóa. Ngoài ra, hàm lượng chất béo gần như bằng không cùng khả năng sinh nhiệt thấp đã giúp cho bí đao trở thành thần dược giảm mỡ cho cơ thể. Hàm lượng nước của bí đao cao và không chứa chất béo mà lại chứa hợp chất heterin caprin ngăn không xảy ra quá trình chuyển hóa đường thành mỡ. Nhờ đó mà khi ăn bí đao sẽ không xảy ra tình trạng tích lũy mỡ thừa trong cơ thể. 3. Cải thiện thị lực. Vitamin B2 trong bí đao có hàm lượng lớn, nên nếu thường xuyên bổ sung loại rau này vào bữa ăn, có thể giúp giảm nguy cơ rối loạn mắt. Mặt khác, chất chống oxy hóa từ bí đao còn giảm nguy cơ mắc một số bệnh lý ở mắt như stress oxy hóa ở võng mạc, thoái hóa điểm vàng. Những loại thực phẩm giàu carotenoid như lutein, mesoxanthin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E và axit béo omega đều có khả năng bảo vệ sức khỏe mắt. Các hợp chất này sở hữu đặc tính chống oxy hóa, chống viêm, duy trì sức khỏe dây thần kinh và bảo vệ mạch máu. 100g tôm tươi chứa 540mg axit béo omega 3, 54mg retinol, 1,1mg vitamin E và 2mg vitamin C, nên đây là loại thực phẩm lý tưởng giúp bảo vệ sức khỏe mắt. Các hợp chất khác trong đó có axit béo omega 3 cũng góp phần tăng cường hoạt động của màng tế bào nhận kích thích ánh sáng trong mắt và các màng bao quanh protein. Do đó, khi áp dụng chế độ dinh dưỡng nhiều tôm, cô bác có thể tránh khỏi các bệnh về mắt liên quan đến tuổi già, thoái hóa điểm vàng. 4. Bảo vệ sức khỏe tim mạch. Thành phần vitamin C và kali trong bí đao rất cần với sức khỏe hệ tim mạch. Khả năng hoạt động của kali tương đương với thuốc giãn mạch nên giúp giảm áp lực lên các mạch máu. Chính nhờ đó mà các vấn đề về tim mạch như đột quỵ, đau tim được ngăn ngừa. Còn nói về tôm thì tôm chứa nhiều protein, ít chất béo và giàu cholesterol. 100g tôm tươi có khả năng bổ sung 152mg cholesterol, tương đương 51% lượng cholesterol các chuyên gia khuyến cáo tiêu thụ trong ngày. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra một chế độ ăn chứa nhiều tôm
không gây rối loạn khả năng cân bằng cholesterol trong máu. Không những thế, loại hải sản này còn tăng cường nồng độ cholesterol tốt HDL, trong khi chỉ cung cấp một lượng vừa phải cholesterol xấu LDL. Nhờ khả năng tuyệt vời này, cô bác có thể tiêu thụ tôm theo một mức quy định mà không lo ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch hay hệ thống tuần hoàn. Vì vậy, Julie Upton, chuyên gia dinh dưỡng kiêm người sáng lập tổ chức Appetite for Health cho biết, nếu giới hạn hấp thụ cholesterol xuống dưới 200mg một ngày, tôm có thể nằm trong danh sách thực phẩm an toàn cho tim. 5. Tăng cường miễn dịch. Với khả năng cung cấp trên 19% nhu cầu vitamin C mỗi ngày của cơ thể, bí đao chính là nguồn thực phẩm tốt cho cải thiện hệ miễn dịch. Nhờ có vitamin C mà các tế bào bạch cầu được kích thích sản xuất, có khả năng hoạt động như một chất chống oxy hóa, vô hiệu hóa gốc tự do, ngăn không để xảy ra sự đột biến ở tế bào khỏe mạnh. 6. Tăng chiều cao, bảo vệ xương. Ngoài vai trò tăng cường miễn dịch, vitamin C từ bí đao còn tăng cường sản xuất collagen, cần thiết cho mô liên kết, cơ bắp, mạch máu và hệ xương. Sự phát triển của hệ xương không thể thiếu vai trò thúc đẩy của vitamin C, nên bổ sung bí đao vào chế độ ăn cũng sẽ kích thích tăng chiều cao cho cơ thể. Estrogen có khả năng bảo vệ sức khỏe xương ở phụ nữ. Do đó, nồng độ chất này giảm mạnh vào thời kỳ tiền mãn kinh sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới mật độ xương. Để ngăn ngừa chứng loãng xương, những phụ nữ trên 50 tuổi cần bổ sung nhiều canxi và vitamin D. Amigorin, chuyên gia dinh dưỡng kiêm người đứng đầu Hiệp hội Amigorin Nutrition ở thành phố New York cho biết, tiêu thụ những loại thực phẩm như rau dền, sữa và hải sản có thể ngăn ngừa các bệnh về xương khớp. Tôm là nguồn cung cấp nhiều canxi nhất trong số các sinh vật biển. Một con tôm tươi chứa khoảng 52mg canxi, 37mg magie và 152mg vitamin D. Tất cả các hợp chất quan trọng này góp phần duy trì sức khỏe xương và giúp ngăn ngừa vấn đề sức khỏe như loãng xương, viêm xương khớp. 7. Hỗ trợ nâng cao sức khỏe hệ tiêu hóa. Bất cứ bữa ăn lành mạnh nào cũng không thể thiếu chất xơ. Đây là yếu tố tăng cường sự khỏe mạnh cho hệ tiêu hóa, đồng thời ngăn ngừa một số triệu chứng ở đường tiêu hóa như táo bón, đầy hơi, đau dạ dày, chướng bụng. Vì thế, nếu đang gặp các vấn đề về đường tiêu hóa thì không nên bỏ qua nguồn chất xơ dạng sợi có hàm lượng cao trong quả bí đao. 8. Tác dụng chữa bệnh. Như đã nói ở trên, quả bí đao có thể giải độc, thanh nhiệt vì có tính mát. Do đó, nó rất tốt để hỗ trợ điều trị bệnh lý đường hô hấp, có ho và đờm, tiểu đường, phù khi mang thai, phù do thận, mắc bệnh gan. Người bị mắc chứng hen suyễn, ho, táo bón, viêm tấy có thể bổ sung món ăn từ bí đao vào thực đơn hàng ngày để cải thiện những triệu chứng này. Ngoài ra, bí đao còn có hàm lượng natri thấp nên rất lành tính với những người bị phù thủng, viêm thận, động mạch vành tim, xơ cứng động mạch, béo phì và cao huyết áp. Đó là bí đao. Còn tôm lại có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa các rối loạn về thận, phòng ngừa ung thư hiệu quả. Một nghiên cứu được thực hiện trên chuột thí nghiệm đã chỉ ra các sản phẩm làm từ tôm tăng cường hoạt động của enzyme chống oxy hóa và giảm đáng kể mức malondiadehyde thận ở những con chuột mắc bệnh tiểu đường. Trong quá trình phân tích, theo các chuyên gia, astaxanthin trong tôm đóng vai trò quan trọng giảm mức độ tác động của tình trạng mất cân bằng oxy hóa. Tiêu thụ tôm cũng có thể ngăn ngừa các rối loạn về thận do bệnh tiểu đường gây nên. Lipid trong tôm giàu chất carotenoid và axit béo không bão hòa đa. Một số nghiên cứu đã chứng minh loại hải sản này có tính chống ung thư nhờ sở hữu một lượng lớn hợp chất chống oxy hóa, chống viêm và chống suy nhược mạnh mẽ. Tôm cũng có khả năng bổ sung nhiều hợp chất chống ung thư như mesomelanthin, beta-carotene, lycopene, fucoxanthin, astaxanthin, capsanthin, cathaxanthin, crocetin và phytonen. Lutein, lycopene và vitamin E trong tôm giúp chống oxy hóa hiệu quả và có thể ngăn ngừa quá trình oxy hóa lipid. Bí đao rất giàu selen có tác dụng chống ung thư. Astaxanthin có nhiều trong tôm là chất chống oxy hóa mạnh và cũng được công nhận là nguyên tố chống ung thư. Do đó, khi kết hợp hai loại thực phẩm này có thể giúp ngăn ngừa ung thư, khối u.
Để làm được món ăn này, cô bác hãy chuẩn bị bí đao 1 quả, tôm 150g, hành lá, ngò rí, các loại gia vị, dầu ăn, muối, hạt nêm. Cô bác có thể lựa chọn tôm sống và tôm khô đều được, nhưng để món ăn thơm ngon và có vị ngọt tự nhiên thì nên chọn tôm sống để nấu. Sơ chế nguyên liệu. Bí đao cạo sạch vỏ, bỏ phần ruột, rửa lại với nước và thái thành từng khúc vừa ăn. Tôm tươi tách phần vỏ và đầu tôm ra để riêng, sau đó đem giã ra để lấy nước cốt. Ngò rí, hành lá đem rửa sạch, thái nhỏ. Chế biến canh bí đao nấu tôm. Phi thơm hành tỏi rồi cho tôm vào xào cùng. Xào đến khi tôm chuyển sang màu đỏ thì đổ nước vào đun sôi, nhớ cho cả nước cốt tôm vào. Đến khi nồi nước sôi thì cho bí đao vào, thêm một thìa muối và một thìa hạt nêm. Đun bếp trong khoảng vài phút thì nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp. Múc canh ra bát và rắc thêm ngò rí, hành lá lên phía trên để món canh thơm ngon. Nhiều người lựa chọn chế biến món canh bí nấu tôm để thưởng thức vì món ăn này đem lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, trong quá trình thưởng thức món ăn, cô bác cũng cần phải chú ý đến những vấn đề dưới đây để không gây hại cho sức khỏe. Canh bí nấu tôm không nên để qua đêm và nên ăn luôn trong ngày, có thể ăn khi đang nóng hoặc nguội đều được. Với trường hợp cô bác muốn để món ăn qua đêm trong tủ lạnh khi chế biến, tuyệt đối không nêm nếm gia vị vào món ăn. Nấu xong cho canh vào tô và dùng màng bọc thực phẩm để bọc kín món ăn, tránh sự xâm nhập của các vi khuẩn trong tủ lạnh. Bảo quản món canh ở trong ngăn mát tủ lạnh. Nhiều người lựa chọn uống nước ép bí đao để giảm cân và làm đẹp. Tuy nhiên, điều này là không nên vì trong bí đao có chứa tính xà phòng rất cao. Không nên ăn bí đao nấu quá chín vì khi đó bí đao đã bị mất chất dinh dưỡng và ăn không ngon. Chỉ cần cho bí đao vào đun sôi trong vài phút rồi tắt bếp. Với những người bị các bệnh huyết áp thấp, tiêu chảy, chướng bụng, những người có cơ địa lạnh, nếu muốn ăn canh bí thì nên ăn với số lượng ít và sau đó có thể tăng dần. Không nên nấu tôm kết hợp với một số loại thực phẩm như bí đỏ, táo tàu, dầu ô liu, ớt, thịt heo để tránh dẫn đến những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Phần 2. Nắng nóng gay gắt, 5 thực phẩm nên ăn và 5 loại nên tránh để giữ mát cơ thể, chống nắng tự nhiên. Chế độ ăn của chúng ta có tác động đáng kể đến sức khỏe trong suốt cả năm, bao gồm cả mùa hè. Thời tiết mùa hè nóng nực ảnh hưởng đến các chức năng của cơ thể chúng ta, bao gồm quá trình trao đổi chất, tiêu hóa và cân bằng chất lỏng. Do đó, những gì chúng ta chọn ăn trong những tháng hè có thể giúp chúng ta mát mẻ hoặc có thể khiến chúng ta cảm thấy nóng nực và uể oải. Nhất là trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này, khi mà thời tiết luôn ở nền nhiệt trên 38 độ C, có nơi trên 40 độ C. Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày mùng 1 tháng 5, nắng nóng sẽ là thời tiết chủ đạo bao trùm hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước. Vậy để cơ thể dễ chịu hơn, chúng ta nên ăn gì? Thực phẩm có thể giải nhiệt cho chúng ta trong mùa hè là những thực phẩm có hàm lượng nước cao. Ăn những thực phẩm này có thể giúp giảm nhiệt độ cơ thể và khiến chúng ta cảm thấy thoải mái hơn khi trời nóng. Mặt khác, ăn nhiều đồ ăn nhiều chất béo, cay nóng có thể khiến chúng ta cảm thấy nóng nực, khó chịu, nhất là trong những ngày nắng nóng cực điểm như thời gian này. Những thực phẩm này cũng có thể làm tăng huyết áp, khiến chúng ta cảm thấy uể oải và kém hiệu quả. Dưới đây là những thực phẩm cô bác nên ăn và nên tránh trong khi thời tiết oi bức. Nên ăn. 1. Dưa hấu. Dưa hấu là loại trái cây hoàn hảo để tiêu thụ trong thời tiết mùa hè nóng nực vì có khoảng 90% là nước, giúp cơ thể đủ nước và mát mẻ. Nó cũng là nguồn cung cấp vitamin C, A và kali giúp duy trì cân bằng điện giải trong cơ thể. 2. Dưa chuột. Dưa chuột là một loại thực phẩm dưỡng ẩm nhờ rất giàu hàm lượng nước và ít calo, hỗ trợ điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và thải độc tố. 3. Nước dừa. Nước dừa rất giàu chất điện giải như kali, natri và magie, giúp bổ sung chất lỏng bị mất trong thời tiết nóng và giữ cho cơ thể đủ nước. Nó cũng là một nguồn tuyệt vời của chất chống oxy hóa bảo vệ da. 4. Bạc hà.
Bạc hà chứa tinh dầu bạc hà có tác dụng làm mát cơ thể. Nó cũng có lợi trong việc thúc đẩy tiêu hóa và giảm viêm trong cơ thể. 5. Sữa chua. Sữa chua là thực phẩm giải nhiệt, cung cấp men vi sinh cho đường ruột. Tiêu thụ sữa chua giúp giảm nhiệt độ cơ thể, giảm viêm và các vấn đề liên quan đến đường ruột. Nên tránh. 1. Đồ ăn cay, chiên. Nên tránh đồ ăn cay chiên khi thời tiết nóng vì chúng làm tăng nhiệt độ cơ thể và gây mất nước. Tiêu thụ những thực phẩm này cũng có thể dẫn đến chứng khó tiêu và ợ nóng. 2. Rượu. Nên tránh uống rượu vì nó làm mất nước và làm tăng nhiệt độ cơ thể. Nó cũng có thể dẫn đến kiệt sức vì nóng và đột quỵ do nhiệt. 3. Cà phê. Nên tránh cà phê vì nó là thuốc lợi tiểu có thể làm cơ thể mất nước. Uống cà phê cũng có thể dẫn đến tăng nhiệt độ cơ thể và đổ mồ hôi. 4. Thịt đỏ. Nên tránh ăn thịt đỏ vì nó gây nặng nề cho hệ tiêu hóa và làm tăng nhiệt độ cơ thể. Tiêu thụ thịt đỏ trong thời tiết nóng cũng có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa và hôn mê. 5. Đồ uống có đường. Nên tránh đồ uống có đường như soda, nước tăng lực và đồ uống thể thao vì chúng chứa lượng đường cao, có thể gây mất nước và tăng lượng đường trong máu. Những đồ uống này nên được thay thế bằng nước lọc hoặc nước dừa. Cô bác thân mến, có thể thấy việc bổ sung dinh dưỡng rất quan trọng, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng thì lại càng cần thiết hơn. Chính vì vậy, cô bác hãy lưu lại những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ để thay đổi chế độ ăn cho phù hợp, tránh bị nóng trong mùa hè oi bức này nhé.